Một này. Một con này. Sao nhiều đấy? Đây 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 con kia kia. Hai con này. Ba con này. Đây này. Ôi giời ơi. Kéo nhiều ấy. Chúng này cua mẹ này. Ui. Bắt đẻ rồi. Ui. Ở bèo anh em ạ. Ui. 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 Anh em nhìn này. Rồi ôi. Kéo kéo nó. Tạc á. Tạc rồi. Ui. 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 Thấy chưa? Ui. 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 Ủa? Anh em nhìn này. Ôi ôi. Hề luôn nha. Quá nhiều luôn nha. Được rồi. Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em lại đến với kênh Trà Sệ. Hôm nay thì anh em sẽ lại đi bắt cua anh em ạ. Đấy, bắt cua ở trên cánh đồng gọi là nó nhiều cua lắm, nó nhiều ếch nhái rồi thì bướm xinh nhỉ, Minh nhỉ. Đấy. Cho nên là anh em mình tối nào cũng thích đi gọi là mát mẻ. Đã được hóng gió lại còn được cả cua mang về. Đấy. Mà đã có cua mang về lại còn được nhìn cả bướm đêm. Nhưng mà đi đúng là nhìn thấy mấy em ở bờ biển mấy mấy. Hello xin chào anh em. Hôm nay anh em nhà sẽ ok nha anh em, chờ kết quả của anh em nhà sẽ nha. Đấy, cua kiếc nè. Ấy, ui, được chưa? Được chưa? Đây đây đây. Đây kia kia, ui ok. Đây đây đây. Ba con. Ở đây đây. Đấy. Ôi giời, độ xúc vài xúc thì cơ mà. Đấy. Ui giời, con đúng là con cua cảm. Cua cảm to. Đây. Đen xì con này to nhất này, hiện tại đang to nhất. Ghê chưa? Nhiều nhỉ. Hôm nay bà nấu ngon thật. Ôi giời ơi. Đi chở về xã. Ôi giời. Về đúng bà còn mua cả bún nữa. Ôi giời. Làm thế. Bát bún thế thì quá ngon luôn. Hôm nay chú Hậu cũng làm đấy đi. Ngon làm bữa đi. Nhưng mà nhà em quay về ăn đâu. Thế mẹ không ăn á? Canh cua phải mẹ ăn cơ. Quá ngon. Ủa? Đấy, thế này dễ là kiểu như ăn thì nóng bỏng không thì nó tanh đi. Ôi giời ơi, thế này cơ mà đi xoay cua thế này cơ biếu của bọn anh. Độ xúc độ vài xúc thì cơ mà quá nhiều luôn nhỉ. 5 con. Ui chỗ này nhiều thế anh em ạ. Từ từ thôi, những cái chỗ này nó mới nhiều này. Chú ta xong em lại bảo anh em mình không chuẩn đấy. Đấy nhá, 4 con anh em ạ. Ây à. Ê, à, Hùng ơi, xô đã. Đây, một con thế này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Nói chung là rất là nhiều cua luôn anh em. Đấy, rụng luôn. Không ấy cầm, bé cầm. Bé cầm à? Ừ. Được không? Được. 5 con, rồi hồi đấy anh em nhìn thấy chưa? Anh em nhà sẽ không hề sai một tí nào nhá. Rất là nhiều luôn, vừa đấy nó mới là vui như thế nào. Có không? Hả? Đấy. Đấy. Liên tục mà. Thế, co không có ấy này ấy rồi. Co không có vật là hỏng rồi. Đấy. Còn không? Được con nữa rồi. Đây là con đi mót nại đấy. Để vẫn còn nữa. Ở đây kia đúng hiểu con to thế. Ui ôi. Con này con to này. To nhỉ? Ừ. Con to. Ui, con cua cẩm à? Uầy. Con cua to mày. Ui. Đây con đi sau đấy. Đấy, anh em nhà sẽ còn đi sau nhá, sau hai cái thằng kia nhá. Còn đi tìm sau ấy. Đây nữa này. Đây. Đấy. Nhiều nhỉ? Anh em thấy nhiều không? Quá nhiều luôn, quê sệ thì lúc nào cũng nhiều. Đây. Quay mặt cho anh em xem phát rồi sệ đây. Ôi giời, sệ đây. Quá nhiều. Anh em nhà sệ đây. Nhiều lắm anh em ạ. Nói chung là cua mùa này quá là nhiều luôn. Nhiều lắm. Ai mà muốn thưởng thức thì đây con nữa này. Đấy ở bèo ấy. Bèo. Ơi, khéo. Thôi chú ta đi. Nó anh thấy nó rơi ra kia rồi sao ấy? Ừ. Rơi ra kia sao ấy? Nếu mà ba con là phải, à hai con là phải. Đây một con này. Một con này.
Đây đây đây, đang chạy đây, chạy đây. Hai con này. Ui ôi, ba con này. À, nó cắp rồi, nó cắp rồi, nó cắp rồi. Phệ ở đâu đấy, phệ ơi? Nó cắp đau quá rồi. Đấy, bọn kia đi điều thế. Nó có nhìn đéo mà nó đi cứ đi vớ vớ vẩn vẩn đấy nhé. Đây này này. Đâu, nhìn này. Đây, hai con đấy. Hai con liền đó. Đâu? Đây một con, có con kia con. Rồi, ok, một con. Rồi. Đâu nữa hậu? Đấy, hai con một phát đây rồi. Hai con một phát luôn á. Ôi đây một con nữa này hậu ơi. Ôi nhanh, hậu đem đây, ba con, ồ bốn con, ôi ơi ơi, nó cắp đau quá. Ui ôi ui ôi, con này to này. Ui, không biết được không, hậu xem được không, chạy mẹ rồi đấy. Đấy được, không cầm được nữa rồi hậu ạ. Nó cho lót vào đây mẹ ơi. Đấy, anh em mà cứ thích bắt cua về đây gặp anh em nhà sệ nhá. Đây anh em này, đấy nhiều không. Đấy, độc xúc vài cái thôi. Thầy Lộc thì dạy phụ hồ. Loanh quanh mỗi chỗ này thôi anh em ạ. Được. Thầy Huấn thì dạy đạo lý. Đấy. Còn ơi, kia là chỗ tải ấy. Còn thầy xã thì dạy bắt cua. À. Dạy xúc cua. Đấy. 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 Chỗ tải này hình như có không? Đấy. Không không phải, không phải. Đấy, anh em thấy chưa? Cua nó phải nhiều như thế đổ ra anh xem nào. Chỗ này lúc đấy chỗ này thì ra nhiều ạ. Mình về rồi. Mình không có toàn. Nhiều không? Ở đây nhiều không? Ôi điệp mẹ nhiều lắm. Nhìn này. Một ôi con này. Sao nhiều đấy? Đây 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 con kia kia. Hai con này. Này. Đây này. Nhéo nào. Điệp mẹ. Ôi, ba ôi con này. Ôi, đây này. Thế này chả mấy được nữa. Đây chả. Có to có to. Ôi, bốn con này. Mày giả vờ hay thật đấy? Ôi giỏi rồi. Nhiều lắm. Ôi. Đấy này. Mà cua. Nhìn chưa? Đấy. Đúng là mà ừ thật, đúng mà thật. Đấy. Chiêu rồi. Anh em thấy không? Bắt quá đơn giản luôn, anh em nhà sệ thì bắt thì đơn giản lắm anh em ạ. Đấy. 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 Cua lắm. Đây là. Ôi hang hang nữa này. Phọt 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 phọt. Đấy. Ôi giời. Ôi giời. Thế độc chỗ là 4-5 con này á. Ôi chết, quần đứt cúc rồi nhá. Đứt cúc. Vừa tay ôi quần này. Cửa tăng. Trời ơi, hôm nay là kia kia, có vải kia. À ốc. Đúng là trời ơi, hôm nay lại say nữa rồi anh em ạ. Đấy. Bắt cua đêm ấy. Đi bắt cua đêm thì cũng rất là vui anh em ạ. Hả? À? Đâu đâu? Ủa. Ui, ui, tùm 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 thế. Sao nhiều đấy nhờ. Ui. Kéo nhiều ấy. Chỗ này cua mẹ này. Ui. Vất đẻ thôi. Ui. 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 Kéo đi. Ui. Độc ba phát đấy. Ui. Cua vất đẻ. Kéo nhiều thế. Ở bèo anh em ạ. Ôi ôi ôi. Ôi ôi ôi. Ôi ôi anh em nhìn này. Cua rồi ôi. Kéo nó vào bèo. Kéo nó vào bèo ấy. Vào bèo là mất đấy. Toàn cua to chưa? Hôm nay lại xanh nữa rồi. Còn nốc. Ôi chết con nữa. Đấy anh em ơi. Anh em thấy sướng không? Đấy anh em nhà sệ thì lúc nào cũng thế này. Đi bắt cua phải như thế này chứ này. Đấy, hôm nay là buổi thứ hai đi bắt cua anh em ạ. Đây là con ốc. Đấy, con bé này. Thôi thả đi, con bé thả đi. Đúng rồi, thả đi. Con bé thả đi. Con bé này không nên bắt. Thả xô định ấy. À, thả xô Minh ấy. Đây anh em này. Đấy, thằng phao câu nó đi một mình này. Đấy. Nhiều chưa? Trời đấy ơi, hôm nay lại say mất rồi. Đấy, anh em nhà sệ chỉ còn một đoạn đường nữa thôi anh em ạ. Một đoạn đường nữa là ấy rồi. Đây này, đây này. Đây này. Thấy chưa mẹ, toàn lanh quanh ở dưới này hậu này. Đây này. Đấy, nhìn chưa? Kia đấy. Nó mẹ nấp ở tận trong này cơ mà. Vục luôn. Nhìn chưa? Vục đấy luôn rồi. Không thoát được anh em ạ. Toàn ở dưới bèo thôi. Vào không? Vào. À rồi. Nào. Cho xem nào. Ôi. Ôi. Kinh là dưới mèo ác nhỉ. Ôi. Thấy chưa? Ôi. Ôi con to này. Ôi.
đừng dục cái cuống. Anh em nhìn này, ui ôi, thề luôn nhá, quá nhiều luôn nhá. Rồi được rồi, được rồi, được rồi, được không? Được. Chỗ này nhiều thế mà không để ý nhỉ? Anh đã bảo rồi à, bèo nhiều lắm, bèo lúc nào cũng nhiều luôn. Bèo ra mây trôi đúng không? Bèo ra mây trôi. Thề luôn nè, hàm không muốn về anh em ạ. Mà quanh quanh chỗ này nhiều nhỉ? Ừ. Ôi nhưng mà lúc ấy phát lấy xúc thì nhiều hết không nhỉ? Thế thì cứ xúc mò đi, không cần nhìn cứ xúc mò cũng vẫn được. Nó phải như lúc nãy cơ, một một lúc nhìn thấy độ 4 5 con ấy. Sợ nhỉ? Một đoạn đấy nó kiểu như là nó nhiều rồi. Mình về. Có vẻ là có thức ăn. Ờ. Nó tụ lại nó có thức ăn sao? À chắc là thằng nào thả mồi nhỉ. Thả cá. Thả cái của khỉ. Đấy. Đây đây. Phải không? Đúng rồi. Đúng rồi anh kia. Không ở kia. Nó ui. Ui con gì này? Đó. Nhìn giống như cái con cà chê nhỉ? Ừ, nhìn giống con có mắt miếc đồng hoàng. Ờ, nhìn như con cà chê. Đấy, ở cái lá dương xỉ ấy. Đây, đây, đây. Ở lá dương xỉ, đấy. Thẳng vào, rồi. Ôi, nhìn con này tưởng con gì cơ. Ta nhìn nó cũng tưởng con gì anh em ạ. Đấy, ok rồi. Hùng soi lại còn có kỹ thuật hơn cả hậu cà khịa. Hậu là một tay cầm vợt, một tay cầm đèn ra là nó cũng mỏi anh em ạ. Mắt ra kém bây giờ. Ừ, thảo là đau tay à? Xúc lặng quá đau tay chú ạ. Trái tay. Trái tay. Không đau. Ui ồ, tưởng là ấy cơ. Khó khăn. Đây đây chỗ này thế nào? Có nước chảy xiết này không có. Không có. Trôi hết khô rồi. Chỗ này có chỗ này nhiều thì nhiều thật nhưng mà bị lùng rồi. bị cò tăng ấy rồi. Thôi anh em ạ, anh em nhà sệ cũng gần về đến nhà rồi. Đây đây đây, quay lúc con nhá. Ôi, đâu. Ủa to nhỉ. Mắt Minh làm sao bằng mắt bọn anh được hả Minh ơi? Con này to đấy đỉnh nhỉ, đỉnh đấy. Đấy, ôi hai con nhá. Thấy chưa, anh đã bảo mày. Cứ làm mò đi. Con này bị bấy. Ờ, Hậu à. Hậu cứ xúc mò đi đầy này, xúc một phát được hai phát này. Đây đây đây. Đéo phải. Nhìn giống ấy. Nè, lúc xúc ấy. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi. Ôi giời ơi, nhiều nhỉ. Thế này hôm nay về lại chia 4 tiếp anh em ạ. Lại chia 4 tiếp. Thế hôm qua có cảnh. Đây đây đây. Có cảnh quay chia không anh? Có. Có cảnh quay chia. Có cảnh cảnh quay chia. Ôi ôi. Vào rồi. Ba con. Nó có bọt gì nhỉ? Bọt nước ở trong kia dày ra. Con là phải. Hai con. Ba con cơ mà. Ba con, hai con. Thế yeah. Đấy anh em ạ, đi bêu đêm mà. Mình lùng hết rồi vẫn còn à. Đi bêu đêm này nhưng mà đấy. Hùng đang nhắn tin cho em nào đấy? Ôi, đang xem. Đang xem á? Tưởng là lại nhắn tin cho em nào. Hôm nay định phệ sách cho xã sệ chắc là mỏi rồi đấy. Có mỗi em vợ em đéo nào. Đấy. Ui. Quần bấu chết gì. Lại có méng, ôi giời ơi. Mình mất đeo tình. Mình có nhìn thấy cũng thôi. Nhờ. Mình có nhìn thấy bó tay. Có sao không? Hả? Có sao không? À lấy vật định ra. Mình chơi thế không được rồi. Ui con rắn, ui. Kia kia, đấy. Đấy, đúng không? Nếu 4 con là phải con... bốn con thì đây nhanh đây đây xuống chạy trời trượt rồi đúng được này đúng cái được này trượt anh nhìn thấy nó xuống rồi này. Nếu 5 con là đúng, 1 này con chuồn chuồn, 3 này, 2 này, 4 này, 3 này, 5 4 này, 6 con. Thấy chưa,
Hậu ơi, anh đã bảo rồi, mày cứ ấy bèo cho anh thôi. 7 nhá, 7 nhá. Kia 7 con đấy. 8. Nó đến đều. Không nhưng mà được 5 con mà, được 6 con. Nhà có bèo xúc phát được luôn hậu nhỉ? Thế thì mới bảo nó ở dưới bèo. Mai mang xe cải tiến vớt bèo nhỉ? Ừ, mai mang xe cải tiến vớt bèo về. Xong về nhà ra sân để rũ. Dưới bèo rất nhiều nhá. Nhiều lắm. Đây đang chạy đây thấy chưa? Cứ hốt cụm bèo nên là có này hậu ơi. Ừ, có mà đây vẫn đang dưới bèo mình. Thôi tha nó đi không ạ? Tha phí thế. Đấy, một con. Hôm nay em đi về về quê ghé thăm nhà anh. Ôi giời ơi, con chuẩn. Chuồn ghê bạn. Đấy, túm được luôn anh em ạ. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, mà bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Lại có được không ơi, Hùng ơi? Đâu? Ở đây đây. Bắn đi, bắn. Đây, tay ta. Đâu hả? Chuồn rồi. Đây rồi. Ôi trời. Nó thấy ánh sáng nó vào mà. Đây. Thôi, thả nó. Đây, các bạn trẻ con chơi. À, anh em ơi, đây là tem xã sệ đã về đến nhà rồi. Bây giờ thì lại tiếp tục chia cua như ngày hôm qua. Đây anh em này. Ui rồi. Đúng là. Nhìn là sướng này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Hôm nay lại là nhiều thế. Lại là gọi là chia cua. À, định lấy cái đèn soi lên. Ui, có cả cua bấy anh em ạ. Có. Đấy. Có. À, hôm nay chỗ cua này chắc nó phải được tầm 3 cân mỗi anh em ạ. Cái túi rõ to anh em ạ. Thôi ngồi xuống đi ta bảo này. Bây giờ nói với anh em này. Bây giờ anh nào mà lấy gọi là bốc đầu tiên ấy thì là sẽ được những con ngon, nhưng mà chắc chắn sẽ lại ít. Đâu, bây giờ mỗi người một con. À, chia mỗi người một con đi. Cứ nhúng mỗi người một con. Ok, đấy. Xả chia đi. Anh em hôm nay là 4 người. Đấy, hôm nay là có 4 anh em thì chia 3 thôi anh em ạ. Thành quả chưa? Thành quả quá nhiều luôn. Đấy, bây giờ thì chú đưa chưa? Đây là Trần Định của lỗi thằng một con cua. Đấy, gọi là tự đếm nhá. Đấy, soi sáng lên. Đúng rồi, con cắm đèn soi sáng lên. Đấy, con đứng lên con soi. Quay vào chợ. Con to nhất. Rồi, đấy. Hôm nay thì hậu cà kịa không lấy anh em ạ. Thì thôi ba anh em chú cháu mình cứ chia nhau. Rồi anh em cứ nhúm đi, cứ mỗi thằng một con một. Đấy, đến bao giờ đủ thì thôi. Riêng mà nhóm con to nhất. Đấy, phải làm như thế cơ. Đấy. Hùng ơi, bắt đầu đi bạn. Tớ cũng nhúm. Một. Đếm đi. Hai. Ba. Bốn. Năm. Làm mỗi Hùng nói đi. 6 7 Hùng cầm lên. 8 10 dừng. 10 dừng đã. Hùng được mấy rồi? 2, 4, 5 Rồi 5. Trời ơi. 10 rồi. 5 rồi. 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 10 rồi tiếp nào. Anh để bây giờ lại 1 thằng con bé đây. 2 3 nhất đi bạn. 4 5 6 7 8 9 10 dừng. 10 rồi. Được mấy rồi? 8 à? 7 à? 8 9 10 rồi. 1 này. Con đi ra. Đúng đi. 4 4 5 6 8 7 9 10 Hùng 6 à? 7 8 9 10 còn son thì thôi này rồi. Chạy hết ra rồi. Nhiều quá rồi. Rồi rồi, làm tiếp à. 1 này. Nhanh không định nữa, chưa biết. 4 5 6 7 8 7 9 10 8 Hùng là 4 này. 10 8 này. Rồi, 10 rồi. 9 này, 10 này. Không. 1 2 3 này. Có con này rằng là lốt. 4 này, 5 này. 6 6 rồi, 7 này. 8 9 này. 8 rồi. Thế này mai về mẹ ra thì ngon. Ê. Ta nhiều quá rồi. Thế này là mỗi anh em được lại được mấy lạng như qua rồi. Bố hay ở ai? Ăn nhiều quá. Chú Hùng là ít nhất định nhiều nhất. Định thế nào mà định. Đếm đủ ơi. Chú chả biết bây giờ đếm ra. Đây, xem nào. Đây là của Hùng nhá. Đây là của Hùng này, đây của ta này, xem nào.
định nhiều. Ôi, định nhiều nhất. Này, nhẹ. Ôi ôi. Ở vẫn thế. Thằng phệ nhiều nhất anh em ạ. Thôi kia thế là đủ rồi. Thôi bây giờ anh em sẽ về muộn rồi. Thôi. Nhà anh. Nhà anh đi về nhá. Thôi tạm giá.